Và sau những phiên thị trường có những yếu tố về áp lực bán liên quan đến nhóm ngành bất động sản, cũng những yếu tố liên quan đến cái việc bỏ cọc của tập đoàn Tân Hoàng Minh, cũng như là cái áp lực bán nó đến từ cổ phiếu của FLC, nó đã khiến cho thị trường của chúng ta, mà đặc biệt là với những cái mã thuộc dòng bất động sản ấy, nó đã gặp những cái áp lực bán tháo cực kỳ mạnh mẽ đó. Và chúng ta có thể thấy được là cái áp lực bán tháo đó nó không chỉ ảnh hưởng đến những mã cổ phiếu bất động sản, những mã trực tiếp liên quan đến hai cái vụ đó, mà thậm chí nó còn lan sang đến tương đối là nhiều những cái mã cổ phiếu khác. Nó cũng có những yếu tố là chẳng có liên quan gì nhưng nó vẫn cứ bị ảnh hưởng. Và phiên hôm qua tiếp tục là một phiên mà thị trường gặp áp lực bán sau một cái phiên hồi phục cực kỳ mạnh ở phiên ngày 2 tháng 1. Thì đến phiên hôm nay thì thị trường của chúng ta đã chững lại cái đà rơi, và mặc dù là thị trường có những yếu tố gặp áp lực bán ngay từ cái phiên ATO, tức là thị trường đã giảm đâu đó khoảng tầm mười mấy điểm ở đây này đó, thì sau đó thì thị trường vẫn tạo được một cái đà hồi phục cực kỳ mạnh đó, dòng tiền tham gia vào đáy thị trường và giúp cho thị trường của chúng ta có thể kết phiên ở trong chiều là cân bằng xét về mặt điểm số. Nhưng mà cái thanh khoản của thị trường thì hôm nay chỉ giao dịch ở cái mức đó là 22.800 tỷ thôi, tức là gần 23.000 tỷ, đó là một cái giá trị rất là thấp. Thế vậy thì những yếu tố này thì nó đang nói lên được những cái điều gì? Thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau phân tích một cách khách quan nhất để chúng ta nắm được cái trạng thái của thị trường. Chúng ta phải phải bóc tách ra từng yếu tố nhé anh chị nhé. Chúng ta phải bóc tách ra từng yếu tố, phân tích xem là cái dòng tiền hiện tại của thị trường nó đang vận động như thế nào, chứ không phải là chúng ta thấy thị trường bị bán tháo bởi những mắc bất động sản đã đem hết hàng để bán, thì đến khi mà thị trường hồi phục lại rất khó để cho các anh chị lại đó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn ở trong video ngày hôm nay. Vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh YouTube cộng đồng CPHT33. Em là Lê Thanh Tùng, tư vấn đầu tư tại công ty chứng khoán VPS. Đầu tiên, với những anh chị nào mà mới xem video của em lần đầu thì anh chị có thể ủng hộ kênh bằng cách là bấm nút đăng ký kênh, cũng như là nếu như các anh chị thấy video này phù hợp với cái phương pháp đầu tư của anh chị thì các anh chị có thể là bấm nút like nhé. Nút like ở dưới mỗi video thì nó cũng miễn phí thôi, nhưng mà nó là một cái động lực để giúp cho em có thể là ra thêm những video nó chất lượng hơn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với yếu tố về thị trường. Chúng ta phiên hôm qua thị trường bị bán ấy, thị trường bị giảm đến là 14 điểm. Số điểm số thì không giảm nhiều nhưng mà cái tài khoản của các nhà đầu tư bị sụt giảm rất là nhiều, đặc biệt là các nhà đầu tư mà cầm nắm những cổ phiếu bất động sản và những có những yếu tố liên quan đến cái từ đất. Họ cứ dính dáng gì đến đất đai tức là gần như đều giảm rất là mạnh. Nhưng hôm nay thì chúng ta lại nhìn thấy một cái bức tranh nó khác hoàn toàn. Và thực ra thì cái bức tranh này ấy cũng đã được em tô vẽ và cũng như là cũng đã đưa ra những cái nhận định. Nếu như các anh chị mà có xem video hôm qua nhé. Đó, thứ nhất là ngay cả nhóm bank này, ngay cả nhóm ngân hàng này hôm qua tăng rất là tốt, nhưng mà em cũng có đánh giá là việc mà thị trường hoàn toàn có thể có những diễn biến là hôm nay nhóm bank sẽ điều chỉnh. Thì hôm nay nhóm bank điều chỉnh rồi. Nó có xấu không? Nó không hề xấu. Bởi vì hiện tại là dòng tiền đang phân hóa, tức là vận động theo từng câu chuyện riêng của từng nhóm ngành và từng cổ phiếu. Do đó thì với việc mà phiên hôm qua thì nhóm bank đóng cái vai trò là đỡ thị trường, giúp cho thị trường không bị giảm quá sâu về mặt điểm số. Nhưng hôm nay thì ngược lại, nhóm bank có cái sự điều chỉnh thì những cái nhóm mà hôm qua, những ngày qua mà bị giảm chung theo thị trường thì đến hôm nay nó đã có sự hồi phục lại. Tức là dòng tiền nó cứ luân chuyển, phân hóa và luân chuyển. Thì phiên hôm nay là một phiên cực kỳ đặc biệt và nó mở ra những cái cơ hội phía sau rất là nhiều cho chúng ta. Đó, chúng ta phải nhìn nhận một cách lạc quan như vậy. Thì hôm nay ấy, là những cái mã cổ phiếu nào liên quan trực tiếp đến FLC cũng như là vụ ở Thủ Thiêm ấy thì nó vẫn cứ bị giảm thôi. Còn những mã nào mà nó bị ảnh hưởng theo ấy, nó không có liên quan gì nhiều nhưng mà nó bị đập chung ấy, thì hôm nay nó đã lộ ra được rất nhiều những cái cơ hội cho chúng ta trong những thời gian đoạn tiếp theo. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ nhìn vào ví dụ như là CI. Đây là cổ phiếu mà liên quan trực tiếp đến vụ Thủ Thiêm thì nó vẫn cứ là trắng bên mua như thế này. Thì chúng ta sẽ không thể nào ta sẽ phân tích được với cổ phiếu này đến khi nào thì nó sẽ ngừng bán và khi nào thì có dòng tiền vào bắt đáy. Đúng không ạ? Tuy nhiên thì hôm qua thì cũng đã có phân tích cho anh chị rồi. Khi thị trường giảm đến một cái ngưỡng nào đó và đủ một cái lượng chiết khấu thì sẽ có một cái dòng tiền tham gia bắt đáy thị trường. Đó, điển hình thí dụ như là
sẽ lấy ví dụ điển hình như là cổ phiếu của GX đó. Thì đây là cổ phiếu mà thực ra thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều, nó không có ảnh hưởng gì nhiều đối với cái vụ kia. Thế nhưng mà nó vẫn bị gặp những áp lực bán hai phiên sàn liên tiếp và phiên nay cũng mở cửa trong cái giá sàn. Sau đó thì dòng tiền vào hấp thụ lại cực kỳ mạnh. Đó, nó chứng tỏ lại là gì? Cổ phiếu này đang có một câu chuyện nào đó. Đó, một cái câu chuyện nào đó khiến cho là khi giá cổ phiếu về đến một cái vùng mà nó rất là hấp dẫn thì dòng tiền tham gia vào đánh rất mạnh đây. Đó, thì chúng ta sẽ nhìn vào những mã cổ phiếu dạng như thế này. Vì tập đoàn này thì nó sẽ mạnh. Gì hiện tại nó đang có những câu chuyện liên quan đến điện gió. Và điện gió thì nó đang là cái trend. Nó đang là cái trend cũng như là được những cái nhà đầu tư nước ngoài người ta rất là quan tâm. Và cái câu chuyện về năng lượng sạch. Đó, thì cổ phiếu của GX hôm nay thì nó đã cho thấy được là nó chỉ bị bán bởi những cái áp lực bán chung theo thị trường thôi. Nó chỉ là vạ lây thôi. Đúng không ạ? Thì vì hôm nay nó đã có sự hồi phục, mặc dù là chỉ hồi phục 3,28% thôi, nhưng cái dòng tiền vào tham gia ấy cực kỳ lớn đây. Đó, thì đây sẽ là một cổ phiếu rất tiềm năng trong tương lai, đánh giá là như vậy. Hoặc ví dụ như là một số cổ phiếu khác như là SB. SB thì thực ra phiên nay nó vẫn là giảm điểm 3,65%, nhưng cái vận động trong phiên nó chủ yếu là cái vận động mua vào. Đó, cái dòng tiền vào cũng rất là tốt hôm nay nhé. Hôm qua thì em cũng đã từng phân tích cho các anh chị rồi. Không sợ cổ phiếu giảm, chỉ sợ không có cầu vào. Cổ phiếu này giảm thì cái chuyện giảm nó là chuyện bình thường thôi. Hôm qua giảm sàn, hôm nay tiếp tục giảm nhưng em đánh giá vẫn là bình thường. Đó. Lý do bởi vì sao? Bởi vì là hôm nay ấy, khi mà cổ phiếu này giảm sàn và được hấp thụ lại lên đến cái vùng giá là 50 đây thì nó cần phải xử lý lại cái lượng cung hàng của những nhà đầu tư mua ở phiên ngày 11 tháng 1, tức là T3 hàng về. Do đó thì khi nó lên đến đúng cái vùng đó là vùng 50 đây, nó bị bán trở lại là chuyện bình thường thôi. Đúng ạ. Xu hướng thì nó vẫn chưa gãy cái xuồng tăng. Đây là cổ phiếu mà em vẫn canh để có thể tham gia mua gia tăng trong những nhịp tiếp theo. Bên em thì cũng đã mua từ cái vùng giá 41.5 ở đây này. Hiện tại thực ra nó vẫn còn một mức lãi khoảng tầm 14%. Nhưng mà cái câu chuyện này thì nó không đáng sợ như như những mã cổ phiếu như là FLC hay là CI. Ví dụ nhá, các anh chị mà mua phải FLC thì nó là câu chuyện riêng rồi, nhưng mà ví dụ các anh chị mà đu bám vào những mã cổ phiếu của CI nó tăng quá nóng rồi thì bây giờ các anh chị, kể cả các anh chị thậm chí có lãi ở những vùng dưới này 40 ấy, thì chưa chắc các anh chị đã giữ được lãi. Đấy, chưa chắc nha, em không nói là nó sẽ thủng hẳn cái vùng này. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại dù cho các anh chị có lãi, có một số anh chị có lãi thì cũng rất khó để mà có thể bán được ra nếu như các anh chị đã đu bám. Còn những anh chị mà mua tại cái vùng đỉnh từ vùng 55 đến vùng 60 này thì thôi, cái câu chuyện này thì thực ra là cũng xin chia buồn với các anh chị, nhưng cũng sẽ là một cái bài học để cho các anh chị có thể là có những cái quyết định đầu tư nó được hợp lý hơn. Đó, tính từ cái thời điểm mà cái thông tin ra này đến nay nó đã tăng hơn 100% rồi. Đến trước cái phiên này là 120% này. Đó, đến cái vùng đỉnh thì rõ ràng là chỉ trong có một tháng thôi mà nó tăng đến 100% như thế này thì liệu là chúng ta sẽ kỳ vọng về nó như thế nào nữa trong tương lai, đúng không? Đó, thì đây cũng sẽ là một bài học để cho chúng ta sẽ rút kinh nghiệm trong những thời gian tiếp theo nếu như các anh chị chẳng may vào những cái mã cổ phiếu ở cái vùng đỉnh như thế này. Ok, đó là cái câu chuyện của thị trường. Còn với một số những mã cổ phiếu, đó, một số những mã cổ phiếu, thí dụ như hôm qua em đã phân tích cho các anh chị là cổ phiếu OI. Hôm nay hôm qua nó giảm là 2,65%. Về cái giá đóng cửa phiên hôm trước đó thì em có đánh giá là nó không hề xấu mà nó vẫn đang là vận động theo cái câu chuyện riêng của nó. Thì hôm nay cổ phiếu này có một cái nhịp test về cái vùng đỉnh cũ là vùng 18 để bật lên tương đối tốt, thì đây cũng sẽ là một trong những cổ phiếu mà nếu như các anh chị mà đã có, các anh chị vẫn nắm tiếp được và vẫn có thể mua gia tăng khi nó test lại cái vùng 18 ở đây, hoặc thậm chí là các anh chị có thể mua loanh quanh cái vùng đó là vùng 18.4, 18.5, và có thể là cho cả những anh chị mà chưa có hàng. Đó, ok chưa ạ? Vâng, vậy thì với những anh chị nào mà muốn tham gia room khách hàng bên em và nhận được tư vấn từ em, thì các anh chị có thể tham gia bằng cách là mở tài khoản tại VBS và có gắn mở tài khoản giao dịch tại VBS gắn ID 3246 của em là Lê Thanh Tùng, thì sẽ được em thêm vào room khách hàng cũng như là sẽ nhận được những sự tư vấn từ em. Ok chưa ạ? Quay trở lại với một yếu tố thị trường thì thôi, chúng ta cũng đã tích rồi. Thì qua cái phiên này ấy, thì cũng sẽ có nhiều những cái luồng ý kiến ấy là thị trường đang hồi kỹ thuật để xả tiếp.
Thì liệu thị trường có hồi kỹ thuật để trả tiếp hay không khi mà cái von này rất là thấp. Nó đơn giản là vì là các nhà đầu tư vừa mới trải qua những cái cú sốc như này, làm gì có cầu dám vào đâu. Ai dám vào ạ? Chắc chắn là không nhiều anh chị dám vào đâu. Đó, mà kể cả vào thì cũng chỉ vào với những tỷ trọng thấp thôi. Đúng không ạ? Nếu như các anh chị mà cũng đã xem những video ở đây thì các anh chị đã có được những cái góc nhìn cho mình. Đó, và gần như là hôm nay chúng ta không nên bán ra. Bên em nay cũng không bán ra và chủ yếu là ngồi quan sát thôi. Thế nhưng hôm nay ấy thì chúng ta lại tìm ra được những cái cơ hội trong tương lai. Tức là sau những cái pha bị đạp như này mà nó lại chỉ là vã lây ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra được sức khỏe của cổ phiếu, cũng như là nhìn thấy được là những cái mã cổ phiếu là bị giảm nó chỉ là bị đạp theo thôi, lây thôi. Em thí dụ PLC, đây là cổ phiếu mà phiên hôm trước đó ạ, cái này giảm rất là mạnh, giảm sàn 10% đó. Thế nhưng hôm nay thì nó cũng đã lấy lại được, chưa phải là toàn bộ, nhưng mà cũng hôm nay cũng tăng trần. Không phải vì nó tăng trần mà em đưa ra đánh giá nó là tốt. Nếu như các anh chị đã theo dõi em thường xuyên rồi, có những cổ phiếu giảm em sẽ mua vào, có những cổ phiếu tăng thì chúng ta sẽ mua vào. Đó, thì đây là một cổ phiếu điển hình ở trong dòng đầu tư công, đúng không ạ? Thì cái câu chuyện mà đầu tư công nó vẫn còn sẽ được hưởng lợi trong những cái thời gian tiếp theo, và nó sẽ mang tính chất là an toàn hơn. Thì nếu như cổ phiếu này nó về nó test lại cái vùng 47 ở đây này, 47.3 thôi, tầm 47.5 cho đến có thể là 48 này, thì bên em cũng sẽ cân nhắc sẽ tham gia đối với cổ phiếu này. Ở đâu là rất hiếm để nó có thể là rất khó để nó có thể test lại về cái vùng 45 ở đây. Ok chưa? Đây thì một cổ phiếu này nó cho thấy là phiên hôm nay thì cổ phiếu này nó về xét về mặt kỹ thuật nhá, nó về nó test lại cái vùng nền cũ ở đây này. Nó test lại cái vùng nền cũ trước khi nó tạo đà tăng và được bật lên mạnh như này thì em đánh giá là khá là tốt. Đó. Thì đây cũng sẽ là một trong những cổ phiếu mà các anh chị có thể cân nhắc cho danh mục đầu tư của mình. Tiếp theo thì em sẽ đến với cái nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng thì ở đây ạ, chúng ta sẽ phải đưa ra thì chúng ta sẽ có những góc nhìn là cái sự hưởng lợi cũng như là cái lý do tại sao mà trong quý 1 năm 2022 ạ, mà chúng ta lại có thể là đầu tư được đối với nhóm ngân hàng. Thì các anh chị xem lại các cái video ngày trước này nhá. Gần như video nào đây em cũng có phân tích về nhóm ngân hàng rồi. Em sẽ không nói lại nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại hai câu chuyện. Đó là cổ phiếu của BIDV và cổ phiếu của STB. Thì các anh chị có thể thấy được nhá, BIDV đã có một quá trình tích lũy khá là dài đây. Cả một thời gian này. Nó tích lũy quá dài rồi. Đó, nó tích lũy đến hơn 1 năm trời rồi. Đúng không ạ? Thì sau một quá trình vận động rất là dài như vậy thì nó lên đến cái vùng đỉnh này, lên vùng đỉnh đây này, phiên này phiên lên lên đỉnh này, thì phiên sau nó điều chỉnh lại ở phiên ngày 10 tháng 1. Sau phiên đó thì nó có những áp lực bán và nó test lại cái vùng nền trước khi nó vượt đỉnh này, trước khi nó về đỉnh này thì nó test lại cái vùng giá 38 ở đây, bật lên và sau đó nó tạo được những phiên tăng điểm rất là mạnh đúng không ạ? Đây này đó. Thì chúng ta sẽ nhìn lại với một cổ phiếu cũng tương tự là như vậy. Đó là cổ phiếu STB. Đây, cổ phiếu này nhá. Cổ phiếu này khi vượt đỉnh ở phiên ngày 12 tháng 1, cũng tích lũy dài đúng không ạ? Tích lũy từ thời điểm là, coi như là từ tháng 5 đi. Đó. Thì phiên ngày 12 tháng 1 đó là phiên mà cổ phiếu này vượt đỉnh. Sau khi vượt đỉnh thì nó gặp những áp lực bán, sau khi vượt đỉnh nó là chuyện rất là bình thường và có test lại cái vùng đỉnh ở phiên ngày hôm nay. Phiên hôm qua test đỉnh và phiên hôm nay đó là test đỉnh. Đó thì nó đã tạo được một cái đà tăng tuy chỉ là 2% thôi, nhưng em đánh giá đây là một điều tương đối tích cực. Thì liệu nó có giống như BIDV sau khi test đỉnh ở một phiên này xong không, nó có tăng tiếp hay không thì chúng ta không biết, nhưng với những anh chị mà đang cầm nắm thì các anh chị có thể nắm giữ được và chúng ta cũng sẽ canh tham gia được đối với những cổ phiếu dạng như này khi nó về nó ổn định giá và test lại quanh cái vùng giá 34. Đó, đây là những mã cổ phiếu mà nó sẽ dạng là đánh nhanh. Nhanh là gì? Bởi vì hiện tại là nó đang trong cái xu hướng là trend tăng của nó rồi, thì chúng ta sẽ vào thì nó sẽ có khả năng nó sẽ chạy luôn. Còn với những mã cổ phiếu mà dạng chưa chạy thì các anh chị có thể cân nhắc đối với cổ phiếu BB. Đây vẫn là cổ phiếu bên em vẫn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi dòng tiền, bởi vì nó đang dần hình thành được cái mẫu hình ở đây rồi. Đó. Và ý nghĩa của mẫu hình này nó là như thế nào thì sau này trong khóa học phân tích dòng tiền của em
dành cho các anh chị là khách hàng ở trong năm 2022. Thì em sẽ giải thích cho các anh chị là ý nghĩa của những cái mẫu hình như này, đó là gì, để cho các anh chị có được những cái góc nhìn đó. Ok chưa? Ngoài ra thì xét về mặt cơ hội khác ạ, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ nhìn một chút về nhóm chứng khoán đó. Đây vẫn là nhóm mà em đánh giá là sẽ có những cái cơ hội trong năm tiếp theo. SHS này, xét về mặt tự doanh nhá, yếu tố về cơ bản thì cổ phiếu này ấy, nó đang có khối tự doanh đang nắm STB cũng tương đối là nhiều, thì khối tự mảng tự doanh mà nắm STB nhiều thì đương nhiên là cổ phiếu cũng sẽ được hưởng lợi khi cổ phiếu STB nó tăng giá. Còn xét về mặt kỹ thuật thì hiện tại là nó đang test lại cái vùng 47 đây khá là tốt, và phiên này được coi là một phiên test cung và đang cần một phiên xác nhận ở trong phiên thứ hai tới, đúng không ạ? Hôm qua thì cổ phiếu này đã giảm là 3,45% nhưng em đánh giá là không xấu, và phiên này thì cũng một cái cây von nhỏ hơn đó, một cái cây von nhỏ hơn, nhưng cái đà tăng nó đã chững lại đi rồi, gần như không còn những cái áp lực bán đó, và kết phiên tương đối là cân bằng như này, em đánh giá khá tốt. Và nó cần một cái phiên xác nhận, không quan trọng là tăng điểm hay không nhé, nó chỉ cần tạo một cái cây nến xanh ở đây là được đó. Đây cũng là những cái ý nghĩa mà những cái kỹ thuật test cung mà sau này thì em cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị trong cái khoa học kia. Ok chưa? Tiếp theo em đánh giá một cổ phiếu nó sẽ mang tính chất là có khả năng chạy sớm hơn so với cái dòng chứng khoán, đó là CTS. CTS thì với những anh chị nào mà cũng đã từng theo dõi của video của em thì không biết là em đã nhắc đến cái từ này chưa, tức là em đánh giá là trong dòng chứng khoán ấy thì CTS nó sẽ có yếu tố là dẫn dắt dòng chứng khoán trong cái nhịp nhịp này, trong khoảng thời gian này. Thì cổ phiếu này ấy, nó đã về, nó test lại cái vùng nền ở đây, nó test lại cái vùng nền cũ và giữ giá khá là tốt như này, em đánh giá là khá là ổn. Chỉ hiện tại thì cái biên độ dao động của nó vẫn tương đối là lớn, thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp cân bằng nhẹ ở đây là chúng ta sẽ tham gia được lên kênh vùng giá 42. Đó, ok chưa? Cổ phiếu tiếp theo đó là cổ phiếu BSI. Cổ phiếu của BSI thì ngày xưa em đã từng hướng dẫn cho các anh chị là gì, khi nó về cái vùng 39.6 ở đây là chúng ta có thể tham gia được. Thì hiện tại là nó vẫn đang giữ giá loanh quanh vùng 39.6. Đó, thì nó cũng đang dần ổn định, cũng như là nó có những câu chuyện riêng liên quan đến em không nhớ là đó là một cái ngân hàng của bên Hàn Quốc thì phải, cũng đã mua mua cổ phần của BSI, cũng như là những cái câu chuyện chờ những cái game thoái vốn ở phía sau đó. Thì nếu như các chị mà nắm dài một chút ấy, thì các chị nên nắm BSI nhá, BSI hoặc là SHS thì chúng ta vẫn nắm được nhá. Đó, ok. Vậy thì tổng kết lại là gì, tổng kết lại thì cái con sóng tăng của thị trường chúng ta, con sóng tăng của thị trường thì hiện tại vẫn chưa chấm dứt. Còn những yếu tố liên quan đến hai cái vụ kia ấy, thì nó chỉ là cái hiệu ứng bán tháo trong ngắn hạn thôi. Và thậm chí em vẫn đánh giá cái nhóm bất động sản vẫn còn những cái dư địa trong những thời gian tới. Đó. Bất động sản vẫn còn này, đầu tư công vẫn còn này, dầu khí vẫn còn này, dầu khí hiện tại vận động đang khá là tốt này. Và nhóm chứng khoán, ngân hàng thì vẫn có những câu chuyện của nó và vẫn giúp cho thị trường của chúng ta có thể đi lên được. Còn đối với nhóm thép, hôm qua em đã phân tích cho anh chị như nào ạ? Nhóm thép thì nó chưa xác nhận được một con sóng tăng mà nó vẫn đang trong quá trình tích lũy, đúng không ạ? Thì hôm nay nó điều chỉnh rồi, bình thường thôi, đúng không ạ? Đó, các anh chị nào mà có hàng thì anh chị cũng chấp nhận là nắm giữ thôi, còn mua mới thì hiện tại em đánh giá là chưa lên. Thì hiện tại là chúng ta cứ đợi đã, chúng ta cũng sẽ đợi đối với nhóm thép này. Và khi mà nó tích lũy đủ dài thì nó dấu hiệu là tăng luôn. Như là ngày xưa em đã từng phân tích cho anh chị cổ phiếu Vinamilk, đây vẫn là cái hộp mà em vẽ từ thời tháng 4 tháng 5 này, này đúng không ạ? Thì đến bây giờ nó còn vượt cả cái hộp này vẫn chưa đánh lên. Đó. Thì với nhóm thép hiện tại nó cũng đang cần một cái nhịp tích lũy, chưa biết là mất bao nhiêu tháng nhưng mà nó vẫn đang trong quá trình tích lũy, chúng ta sẽ chờ ở sau các anh chị nhé. Ok, thì em cũng xin gửi lời chúc tới các anh chị là nếu như các anh chị mà chẳng may mà gặp phải những cái mã cổ phiếu mà cũng đang giảm rồi thì chúng ta cũng sẽ có những cái nhịp để hồi phục, chúng ta cơ cấu được. Và cũng chúc các anh chị có thể là cuối tuần là nghỉ ngơi vui vẻ nhé. Vâng, thì em xin kính chào quý chị nhà đầu tư ạ.